Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể quý vị. Quý vị đang theo dõi bản tin An Viên 24 giờ được phát sóng trên kênh truyền hình An Viên. Bản tin ngày hôm nay ngày 12 tháng 1 sẽ có những nội dung chính như sau. Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Hà Nam lần thứ 6, nhiệm kỳ 2022-2027 diễn ra trọng thể tại Trung tâm Văn hóa tỉnh. Trường Trung cấp Phật học tỉnh Lâm Đồng tổng kết phát văn bằng tốt nghiệp khóa 11, sơ kết lớp trung cấp khóa 12 và khai giảng khóa 13. Gặp vị tăng trẻ luôn tích cực trong công tác thiện nguyện, đặc biệt đã hỗ trợ xây dựng hàng chục ngôi nhà đại đoàn kết tại tỉnh Nghệ An. Thưa quý vị, vào sáng ngày hôm nay ngày 12 tháng 1 tại Trung tâm Văn hóa tỉnh, Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Hà Nam lần thứ 6, nhiệm kỳ 2022-2027 đã diễn ra trọng thể. Đại hội thống nhất suy cử tân Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ mới gồm 56 ủy viên. Hòa thượng Thích Thanh Quyết tiếp tục đảm nhiệm trưởng Ban trị sự. Phát biểu khai mạc, Hòa thượng Thích Thanh Quyết cho biết, trải qua 5 năm nhiệm kỳ, Phật giáo Hà Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, góp phần tổ chức thành công Đại lễ Vê-sác Liên Hợp Quốc năm 2019, nâng cao chất lượng tăng ni trẻ, đóng góp vào hoạt động từ thiện xã hội khoảng 10 tỷ đồng. Tại đại hội, ông Trần Xuân Dưỡng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, biểu dương và đánh giá cao những kết quả đạt được của Phật giáo tỉnh nhà trong nhiệm kỳ qua. Theo đó, hoạt động Phật sự đã kết hợp hài hòa với các hoạt động xã hội, góp sức to lớn vào sự phát triển của tỉnh. Dịp này, những cá nhân tập thể tiêu biểu đã nhận được bằng khen và bằng tuyên dương công đức. Trong tinh thần đoàn kết, hòa hợp, Đại hội đã thống nhất suy cử tân Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ mới gồm 56 thành viên do Hòa thượng Thích Thanh Quyết tiếp tục đảm nhiệm trưởng Ban trị sự. Theo chắc chắn, cố gắng trong những thời gian tới đây sẽ tìm cách cùng tập thể Ban trị sự sẽ bồi dưỡng một số nhân tố tích cực, trách nhiệm, tâm huyết và xá thân vì Phật pháp và phải trẻ có học. Ban trị sự giáo tỉnh nhà là có rất nhiều tăng ni trẻ, cho nên gọi là sự trẻ hóa của đội ngũ ban trị sự và gắn liền vào cái công tác và trách nhiệm của mình trong cái phong trào đối với lại đảng và nhà nước về cái sự đoàn kết dân tộc và đồng thời gắn liền vào các cái công tác hoạt động giáo hội và công tác thực hiện. Với định hướng trẻ hóa, tri thức hóa, chư tôn đức lãnh đạo ban trị sự, chú trọng công tác đào tạo, giáo dục tăng ni, đổi mới hoạt động hoằng pháp, đảm bảo phù hợp với tình hình mới, nhiệm kỳ 6 2022-2027, Phật giáo Hà Nam được kỳ vọng tạo ra bầu không khí mới, đưa các Phật sự ngày càng phát triển. Nhân đại hội, ban trị sự đã trao 300 triệu đồng đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh để giúp đỡ cho các hoàn cảnh khó khăn. Những thành tựu nổi bật của Phật giáo tỉnh Hà Nam trong nhiệm kỳ 2017-2022 sẽ được gửi đến quý vị trong chuyên mục tiêu điểm ở phần sau của bản tin. Còn bây giờ, tiếp theo chương trình, kính mời quý vị đến với các thông tin Phật sự đáng chú ý khác. Vào ngày hôm qua, ngày 11 tháng 1, Trường Trung cấp Phật học tỉnh Lâm Đồng đã tổng kết phát văn bằng tốt nghiệp khóa 11, nhiệm kỳ 2018-2021, sơ kết lớp trung cấp khóa 12 và khai giảng khóa 13. Báo cáo về công tác đào tạo khóa 11, đại diện trường cho biết đã thực hiện đúng chương trình giáo dục và đào tạo của Ban Giáo dục Phật giáo Trung ương với tổng số 80 tăng ni sinh theo học từ năm 2018 đến 2021, đến nay đã hoàn thành chương trình. Theo đó, có 18 tăng ni sinh đạt loại giỏi, 45 vị đạt loại khá, còn lại xếp loại trung bình và yếu. Từ trước đến nay, thì khóa 11 này là một trong những khóa có cái số lượng học sinh giỏi cao nhất. Thì qua cái đào tạo thì chúng tôi thấy rằng tất cả tăng ni sinh của các khóa sau họ có kiến thức rất là sâu và rất là rộng. Tuy nhiên nó còn thiếu một số những cái kiến thức và kỹ năng về vấn đề tu tập. Thì cái khóa tới thì chắc chắn là chương trình ăn ngoại ngữ, chương trình các kỹ năng, đào tạo các kỹ năng và chương trình tin học, công nghệ thông tin sẽ được chú trọng và để được nâng cao. Hiện tại, trường đang tổ chức khóa 12 với 43 tăng ni, đã bước vào học kỳ 2 của năm 3. Do dịch COVID-19, việc dạy và học tập trung dừng từ đầu năm học 2021-2022 và chuyển sang trực tuyến. Dịp này, nhà trường cũng tiến hành khai giảng khóa 13, 2021, 2024
với 68 tăng ni sinh đủ tiêu chuẩn nhập học. Tiếp theo là những tin tức từ thiện của Phật giáo cả nước, ghi nhận tại Sơn La, Kon Tum và Long An. Vừa qua, tại tỉnh Sơn La, Chùa Quỳnh Nhai, Cam Lộ đã phối hợp cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Quỳnh Nhai trao 150 phần quà Tết cho đồng bào các dân tộc trên địa bàn. Mỗi phần quà gồm tiền mặt, chăn ấm, nhu yếu phẩm, sách với tổng trị giá 75 triệu đồng, thể hiện sự quan tâm nhằm chia sẻ khó khăn với các hộ gia đình để hướng đến một cái Tết vui tươi. Còn tại tỉnh Kon Tum, Chùa Ế Hương vừa tặng 100 suất quà chia sẻ yêu thương đến bà con gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Quà tặng là các nhu yếu phẩm với tổng giá trị gần 30 triệu đồng. Dịp này, Đại Đức Thích Vạn Nhơn, trụ trì Chùa Ế Hương đã động viên bà con sớm vượt qua khó khăn, giữ gìn sức khỏe để chung tay phát triển kinh tế gia đình. Trong khi đó, tại tỉnh Long An, Chùa Ân Thọ, thành phố Tân An đã tổ chức chương trình Giọt máu yêu thương, tình người trao tặng, vận động hơn 200 Phật tử, tình nguyện viên tham gia hiến máu cứu người và tiếp nhận 241 đơn vị máu. Đây là lần thứ 10 chùa tổ chức chương trình này với các biện pháp an toàn phòng chống dịch COVID-19. Dự kiến trong năm 2022, chùa sẽ tổ chức hiến máu mỗi tháng một lần để giúp các đối tượng cần máu chữa trị. Gần 10 năm qua, Đại Đức Thích Tuệ Minh, trụ trì chùa Chí Linh ở huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, luôn tích cực trong công tác thiện nguyện, đặc biệt là đã hỗ trợ xây dựng hàng chục ngôi nhà đại đoàn kết tại địa phương. Mỗi ngôi nhà không chỉ mang đến niềm vui về nơi ở ổn định, mà còn tạo động lực để các hộ gia đình vươn lên trong cuộc sống. Mỗi dịp Tết về trước, bà Hồng lại cô quạnh hơn bao giờ hết, khi thấy hàng xóm sum họp, vui vẻ trong ngôi nhà ấm cúng. Thế nhưng năm nay, điều đó đã khác khi bà được Đại Đức Thích Tuệ Minh, trụ trì chùa Chí Linh, huyện Yên Thành, cùng chính quyền địa phương hỗ trợ xây dựng một ngôi nhà mới và hứa hẹn hoàn thiện trước Tết Nguyên đán 2022. Lễ động thổ diễn ra nhỏ gọn, ấm cúng mà chan chứa tình người. Trong 10 năm qua thì cứ hàng năm, nhà chùa phối hợp địa phương đã vận động và ủng hộ cứ mỗi năm từ 3 đến 4 căn nhà đại đoàn kết như thế này. Và từ cái tình cảm và tình yêu thương của các quý thầy ở nhà chùa cũng như địa phương đã làm ấm lòng nhiều cái gia đình đặc biệt khó khăn. Từ năm 2013 đến nay, hàng chục ngôi nhà đã được Đại Đức Thích Tuệ Minh hỗ trợ xây mới và sửa chữa, giúp hàng chục hộ gia đình có chỗ che nắng, che mưa. Ở cái tuổi ngoài 70, bà Thiều chỉ ước có một căn nhà kiên cố, an yên sống cuối cuộc đời. Căn nhà rộng hơn 40m² đầy đủ trang thiết bị, hoàn thiện vào năm ngoái, đã giúp bà an lòng. Kỳ hồi được nhà chùa tặng thưởng, làm được cái nhà này là gia đình rất phấn khởi, rất mừng. Là vì từ trước đến nay là ở cái nhà lụp sụp, nhưng mà bây giờ có chính quyền đảng rồi cấp chung gia đình bà là giữ kháng trang sạch đẹp. Miền Trung là một trong những cái giải đất mà chịu rất nhiều ảnh hưởng của các thiên tai lũ lụt. Thế do đó vào những cái dịp mà bị ảnh hưởng bởi lũ lụt thiên tai như vậy thì rất nhiều căn nhà sẽ không thể chống chọi được. Và cảnh màn trời chiếu đất của bà con nhân dân miền Trung, quý thầy khi về được nơi đây nhận chùa đã quyết tâm sẽ thực hiện cái hành trình xây nhà để cho bà con. Còn sức khỏe là còn làm. Với tâm niệm như vậy, Đại Đức chưa khi nào thôi đau đáu với các hoạt động an sinh xã hội, cố gắng hỗ trợ bà con hết sức và nguyện cầu nhà nhà được an vui, hạnh phúc. Trong phần tiếp theo của chương trình, nhân Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2022-2027, cùng nhìn lại những thành tựu nổi bật của Phật giáo tỉnh trong chuyên mục tiêu điểm của bản tin An Viên 24 giờ. Câu chuyện về niềm đam mê với nghệ thuật chế tác tạc kim thân Đức Phật của một nhóm Phật tử trẻ ở Hà Nội. Thưa quý vị, Hà Nam là tỉnh tổ chức thành công Đại hội Phật giáo cấp huyện nhiệm kỳ 2021-2026 sớm nhất cả nước và cũng là một trong những địa phương sớm tổ chức Đại hội cấp tỉnh.
Trong suốt nhiệm kỳ qua, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hà Nam đã khẳng định được vai trò của mình trên bước đường vì đạo Pháp và dân tộc. Và nhân Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2022-2027, trong chuyên mục tiêu điểm của bản tin An Viên 24 giờ ngày hôm nay, kính mời quý vị cùng nhìn lại thành tựu nổi bật của Phật giáo địa phương này trong 5 năm qua. Sau 25 năm thành lập, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hà Nam từ 80 tăng ni đã tăng lên gần 500 vị, sinh hoạt tu học ở hơn 500 ngôi chùa. Với tinh thần đoàn kết, hòa hợp, phụng sự đạo Pháp và dân tộc, Phật giáo Hà Nam luôn xác định giáo dục tăng tài là nhiệm vụ hàng đầu. Mặc dù chưa có cơ sở đào tạo tại tỉnh nhà, song Ban trị sự phối hợp với các trường trung học, cao đẳng, học viện cử tăng ni đi đào tạo. Nhờ đó, Phật giáo tỉnh dần hình thành thế hệ tăng ni có trình độ Phật học và thế học, đáp ứng nhu cầu Phật sự của giáo hội và nhu cầu hội nhập, giao lưu quốc tế. Chỉ trong vòng một tuần, 6 ban trị sự gồm 4 huyện, 1 thành phố và 1 thị xã trên địa bàn tỉnh Hà Nam tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phật giáo cấp huyện nhiệm kỳ 2021-2026. Đặc biệt, các đại hội này không mua quà tặng đại biểu mà dành hàng trăm triệu đồng này ủng hộ vào quỹ khuyến học và phòng chống dịch COVID-19. Chú trọng công tác tăng sự, đúng trọng tâm, trọng điểm cũng là phương châm chung được Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Hà Nam duy trì trong suốt nhiệm kỳ qua. Theo đó, đã thành lập thêm 5 ban chuyên môn, kiện toàn hoàn chỉnh các ban ngành thuộc Ban trị sự. Về nhân sự, tập trung chọn lựa chư tăng ni có trình độ, trẻ hóa và đạo hạnh để suy cử Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các cấp. Sau năm 2017, thì cũng thành lập thêm, bổ sung thêm và Ban pháp chế, Ban đối ngoại quốc tế, kiện toàn được hoàn chỉnh cái ban, các cái ban ngành của Ban trị sự thì công tác Phật sự thì rất là tốt mà đạt nhiều những hiệu quả mà đáng phải kể. Trong 5 năm qua, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đã đẩy mạnh việc hướng dẫn chư tăng ni nhằm tạo sự thống nhất trong các sinh hoạt thiền môn, lễ nghi và các dịp lễ trọng đại của Phật giáo theo đúng chánh pháp truyền thống Phật giáo Việt Nam. Đặc biệt, nhân đại lễ Vesak Phật đản Liên Hợp Quốc năm 2019 tại khu văn hóa tâm linh Tam Trúc, thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng, Giáo hội Phật giáo tỉnh và chư tăng ni toàn tỉnh phối hợp với các ban ngành hỗ trợ tích cực tạo nên thành công rực rỡ. Trong đó, đêm hội hoa đăng cầu nguyện cho thế giới hòa bình, quốc thái, dân an đã được xác nhận kỷ lục thế giới, góp phần tôn vinh nét đặc thù của nghi lễ Phật giáo Việt Nam trong cả nước và quốc tế. Các tín đồ Phật tử cũng như tăng ni và các cấp tổ chức rất là tốt đẹp để mà đón tiếp các nước bạn, các tôn giáo bạn cũng như là tất cả các tôn giáo cũng đều tham dự rất là hài hòa, rất là đoàn kết, thể hiện một cái tình đoàn kết trong dân tộc. Bên cạnh đó, để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tôn giáo và phát huy giá trị di sản, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh cũng tập trung xây dựng tự viện. Nổi bật nhất là xây dựng chùa Đại Giác trong khuôn viên khu di tích quốc gia, đặc biệt đền Trần Thương, khu văn hóa tâm linh Miếu Đôi Cô, phường Lương Khánh Thiện, thành phố Phủ Lý. Hướng dẫn cho các tự viện để xây dựng, đây cũng là một cái nền, trước hết là bảo vệ cái nền văn hóa của dân tộc. Sau nữa là gắn liền vào song song cái việc phục vụ tín ngưỡng và cái mong muốn của tín đồ Phật tử nhân dân, đồng bào các nơi, các tự viện thì cũng chấp hành cái đường lối hướng dẫn của Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng như Ban trị sự Phật giáo tỉnh, là sự phối kết hợp của các cấp lãnh đạo đồng thuận cho phép, và sự kết hợp đó được sự thành tựu trong việc tu bổ xây dựng. Tiếp nối truyền thống hộ quốc an dân, chư tăng ni Phật tử tỉnh luôn tích cực, chủ động trong công tác từ thiện xã hội khi ủng hộ 10 tỷ đồng cho quỹ an sinh, các hoạt động xây dựng nhà đại đoàn kết, phiên chợ không đồng cho công nhân, phát cháo miễn phí tại cơ sở y tế, thăm tặng quà các đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh nghèo khó trong các dịp lễ, nuôi dưỡng trẻ bị bỏ rơi diễn ra thường xuyên liên tục. Đến nay, chư tăng ni Phật tử toàn tỉnh vẫn đang nhiệt tâm thực hiện. Đặc biệt, trong năm 2020-2021, trọng tâm công tác từ thiện xã hội của Phật giáo tỉnh là vận động ủng hộ cho quỹ vaccine, quỹ phòng chống COVID-19, ủng hộ vật tư y tế, thuốc và thực phẩm cho các điểm cách ly.
trong cái hiện tại thực tế thì đất nước đang gặp lâm nguy về Covid. Thứ hai nữa là bão lụt của trong miền Trung. Thì là từ cái đáy lòng đấy thì khi tỉnh hội đưa ra thì các huyện, các sư đều là nhất tâm. Đấy, thế để làm sao hưởng ứng. Thế rồi nhất là Covid thì máy thở. Thế rồi là mang gạo vào các nhu yếu phẩm vào miền Nam sẵn sàng. Thành quả mà đạt được ấy, thì phải là có đoàn kết. Mà thành quả đạt được thì phải là từ cái tâm từ bi hỷ xả. Và cái thành quả đạt được này là do cái thống nhất của trong ban trị sự của các thị huyện thị. Đấy, với các sư đồng lòng đồng tình thì rất là nhanh. Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hà Nam cũng đã có rất nhiều các cái hoạt động liên quan đến công việc ủng hộ quỹ Covid, tham gia mua sắm các cái trang thiết bị nhu yếu phẩm để ủng hộ các cái tuyến đầu và các cái bệnh nhân bị mắc bệnh Covid. Trong đợt mưa lụt đã diễn ra ở miền Trung thì rất nhiều các chức sắc, chức việc của đạo Phật cũng tham gia đi cứu trợ, mang hàng hóa, lương thực, thực phẩm, quần áo đến các cái đồng bào ở các cái vùng lũ lụt. Không chỉ làm tốt các Phật sự, người con Phật tại tỉnh Hà Nam luôn gương mẫu, đi đầu trong các phong trào địa phương, tiêu biểu là công tác hiến máu cứu người, hành bồ tát đạo. Nhờ sự đồng lòng, tinh thần đoàn kết, chư tăng ni Phật tử hăng hái trao giọt máu hồng, lan tỏa yêu thương, tinh thần Bồ Tát. Qua đó, góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức về hiến máu tình nguyện trong cộng đồng và thúc đẩy phong trào hiến máu nhân đạo của tỉnh. Việc làm thiết thực trong thời gian qua của Ban trị sự Phật giáo tỉnh Hà Nam cũng như là tất cả tăng ni trên địa bàn toàn tỉnh thì đối với nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh thì cũng rất là hưởng ứng rất là cao với cái tinh thần hộ quốc an dân và đồng hành cùng dân tộc. Với cái tổ chức giáo hội là thành viên của Mặt trận Tổ quốc, khối đại đoàn kết toàn dân thì những việc làm đó thì cũng để lại các cái dấu ấn rất là lớn trong lòng nhân dân. Mang một trái tim ấm áp, nhiệt huyết của tuổi trẻ, những vị tăng ni trẻ của tỉnh Hà Nam còn xông pha vào trận chiến chống dịch, sẵn sàng làm tất cả các công việc. Bằng năng lượng của lòng nhân ái, tư tưởng cao cả của nhà Phật, tình nguyện viên Phật giáo lan tỏa sự chân tình, tạo nên liều thuốc tinh thần, tiếp thêm sức mạnh cho bệnh nhân, đội ngũ các bác sĩ trong cuộc chiến chống COVID-19. Trong tỉnh Hà Nam thì có 4 vị tăng và 1 vị ni là 5 vị. Nhưng mà cái vận động nhưng thực sự ra trong đi sâu vào trong cái đại dịch thì thấy một số các tăng ni nằm ở các tuyến đầu về thì cũng rất là vui vẻ, hiện tại thì rất khỏe mạnh. Thì cũng đang tiếp tục về lại phục vụ trở lại, phục vụ tín ngưỡng cho nhân dân ở địa phương bình thường. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ qua, có 47 chư tôn đức tham gia đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp, Mặt trận Tổ quốc, Hội Liên hiệp Thanh niên, Hội Phụ nữ. Qua đó, Phật giáo đã giúp đem tiếng nói của đông đảo nhân dân và tín đồ các tôn giáo góp ý vào nghị quyết và văn bản luật pháp quan trọng nhằm xây dựng quê hương giàu đẹp, đô thị văn minh. Giáo hội Phật giáo Việt Nam là thành viên của khối đại đoàn kết toàn dân Mặt trận Tổ quốc. Thì Ban trị sự Phật giáo tỉnh Hà Nam cũng chọn các vị tăng ni có uy tín, có phẩm hạnh để tham gia vào các cái tổ chức xã hội. Trong cái việc tham gia vào Hội đồng Nhân dân thì các chức sắc, chức việc đạo Phật thì có những cái đóng góp rất tích cực trong cái việc là tham gia công tác giám sát, xây dựng các cái quy định, các cái và thực hiện trong cái công tác phản biện đối với thực hiện cái chức năng nhiệm vụ của đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp. Thì hoạt động thì cũng rất là tích cực, có những cái đóng góp mà cũng được các cấp chính quyền ghi nhận và đánh giá rất là cao. Trong suốt 25 năm hình thành và phát triển, Phật giáo tỉnh Hà Nam ngày càng khẳng định rõ vai trò trong khối đại đoàn kết dân tộc. Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hà Nam vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng 3 vì đã có thành tích xuất sắc trong các hoạt động, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Trước những nỗ lực, tinh thần đoàn kết của chư tăng ni Phật tử, tin chắc rằng trong các nhiệm kỳ tới, Phật giáo tỉnh sẽ tiếp tục phát huy những thành tựu tích cực trên con đường hoằng pháp lợi sanh.
Tiếp theo bản tin hôm nay sẽ là câu chuyện về niềm đam mê với nghệ thuật chế tác tạc kim thân Đức Phật của một nhóm Phật tử trẻ ở Hà Nội. Trong nhiều năm qua thì những bạn trẻ này đã âm thầm sưu tầm, nghiên cứu và cùng chung tâm nguyện là sẽ mang những sáng tạo hội tụ nhiều tinh hoa nhất, tô đẹp cho tôn tượng chư Phật và Bồ Tát. Những bức tượng Phật Thích Ca, Phật A Di Đà, Văn Thù Bồ Tát hay tượng Phổ Hiền Bồ Tát với sắc thái uy nghiêm, đôi mắt tử bi đang được những nghệ nhân tài hoa ở thôn Thiết Úng, xã Vân Hà, huyện Đông Anh, Hà Nội tỉ mỉ trau chuốt hoàn thiện thủ công theo hướng dẫn của anh Đỗ Minh Nhật. Tuy tuổi đời còn khá trẻ, nhưng anh Nhật đã có gần 10 năm theo đuổi và gắn bó với công việc điêu khắc kim thân chư Phật. Em đến với cái nghề này thì nó chỉ là cái cơ duyên thôi, nhưng mà em rất là yêu nghề, rất là tâm huyết, không phải ai cũng có duyên đến với Phật giáo. Thì em là một người được tiếp cận với nền Phật giáo ấy, thì nói chung là em thấy là đạo Phật cho mình rất nhiều thứ có ích. Nhưng đam mê chỉ thực sự trở thành sự nghiệp khi Nhật hữu duyên gặp gỡ và hợp tác cùng với những người bạn đồng chí hướng. Họ đã cùng nghiên cứu, học hỏi về hình tượng Đức Phật ở nhiều nền văn hóa khác nhau trong khu vực, rồi mang về Việt Nam, kết hợp tạo nên những tác phẩm kim thân Đức Phật đạt độ tinh xảo và sự hài hòa như hiện nay. Thì trong cái quá trình mình làm thì có rất là nhiều khó khăn. Không phải đơn giản mà tự nhiên mà hình thành ra được như vậy. Thì phải đi rất là nhiều nơi, Nhật Bản, Đài Loan, Trung Quốc, tập hợp hết tất cả những cái tinh hoa của họ lại, cộng với cái tâm của người Việt của mình, để mà hình thành lên một cái sắc thân như vậy. Mong rằng cho những cái sắc thân này mà đến được những nơi cần đến, đến chùa hoặc là đến thập phương, cho tất cả chúng sanh nhìn vào đó để nương vào. Cái nghề tạc tượng Phật này này là bây giờ em thấy nó rất là coi như là mãn nguyện đấy, nói dùng từ mãn nguyện, không phải ai muốn mà cũng được làm cái nghề này đâu. Tới nay những bức tượng Phật điêu khắc gỗ đủ loại kích cỡ từ xưởng điêu khắc Hương Sen Vạn Đức đã có mặt ở nhiều tự viện khắp ba miền Bắc Trung Nam và đón nhận những phản hồi tích cực. Tuy vậy, với những người Phật tử trẻ này thì đó vẫn chưa phải là thành công, bởi theo họ, những gì mình làm được vẫn còn quá nhỏ bé so với các bậc tiền bối. Và bởi nguồn cảm hứng sáng tạo về kim thân Đức Phật quá rộng lớn, đòi hỏi người điêu khắc luôn phải học hỏi và hoàn thiện hơn nữa. Với mục đích đánh dấu sự khởi đầu của một năm an lành, mang đến điểm nhấn nghệ thuật cho mùa xuân thủ đô, mới đây triển lãm Tết Art 2022 đã chính thức được khai mạc tại Hà Nội. Đây là hoạt động thường niên của Hà Nội Studio Gallery trong mỗi dịp Tết đến xuân sang, đánh dấu sự khởi đầu của một năm an lành, đem đến điểm nhấn nghệ thuật cho mùa xuân thủ đô. Triển lãm với hơn 100 tác phẩm tranh và điêu khắc nhỏ của 17 họa sĩ, nhà điêu khắc với nhiều phong cách khác nhau được giới thiệu đến công chúng yêu nghệ thuật. Cùng chủ đề xuân mới nhưng mỗi tác phẩm lại tạo được một ấn tượng và cảm xúc riêng. Mỗi tác giả trưng bày một tác phẩm với các chất liệu khác nhau từ sơn mài, sơn dầu, phấn màu đến màu nước trên giấy. Với tiêu chí là đấy, nghệ thuật là để lan tỏa, nghệ thuật là để gọi là vực dậy cái tinh thần của một cái năm mà nó đã quá ảm đạm rồi, thì chúng tôi muốn là các tác phẩm trong cái thời điểm này nó phải mang được cái không khí Tết ở trong đấy. Không khí Tết ở đây nó không phải là vẽ con hổ của năm Nhâm Dần hay là vẽ những cái bình hoa trưng Tết. Tết ở đây là cái sự chiêm nghiệm của những họa sĩ, suy nghĩ của họ về cái Tết 2022 quá đỗi đặc biệt này. Đó, mọi người cảm nghĩ thế nào, mọi người nhìn thấy cái Tết ấy như thế nào, mọi người cảm nhận thế nào về Tết thì điều đó được thể hiện qua những tác phẩm năm nay. Sau một năm đầy biến động và bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, với sự say mê và tinh thần lạc quan, các họa sĩ đã mang tới triển lãm những sáng tác với góc nhìn đa chiều, đa diện về cuộc sống, nhưng cũng mang dấu ấn riêng để hướng tới không khí đặc biệt vui vẻ, sẻ chia nhân dịp năm hết Tết đến. Mình thấy những tác phẩm ở đây nó rất là phong phú, đa dạng về cả chất liệu với cả màu sắc nữa. Thì nhưng mà nó có cảm giác cho mình thấy là nó rất là Tết. Mình cảm thấy thì hình tượng hổ trong mỗi cái tác phẩm ở đây thì nó có cái nét rất là truyền thống. Và cái nét truyền thống đấy thì nó lại có được phát triển thêm, thành ra là nó có một cái tạo hình nó pha lẫn giữa truyền thống và hiện đại bây giờ. Với những nét độc đáo riêng, triển lãm đã góp thêm sắc xuân cho không gian nghệ thuật Việt, đồng thời đem đến cái nhìn mới, chiêm nghiệm thú vị cho khán giả về con Giáp Dần khi bước chân vào ngưỡng cửa 2022.
Triển lãm Tết Art 2022 sẽ diễn ra đến ngày 25 tháng 1 tại Hà Nội Studio Gallery Hoàn Kiếm, Hà Nội. Đến đây thì bản tin An Viên 24 giờ cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Cảm ơn Thaco đã đồng hành cùng với chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.